Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, thời tiết các tỉnh miền Bắc không có nhiều biến động, phổ biến là không mưa, đêm và sáng trời rét, vùng núi rét đậm rét hại và ban ngày hửng nắng, nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngưỡng từ 22 đến 25 độ. Trong ngày mai, các tỉnh từ Hà Tĩnh vào đến Bình Định sẽ có mưa rải rác, tuy nhiên lượng mưa không nhiều và tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Vào trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ ban trưa vào khoảng 22 đến 25 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và 25 đến 28 độ tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa ngày nắng, với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ là 26 đến 29 độ, còn khu vực Nam Bộ ở ngưỡng 28 đến 31 độ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12, khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt chiều cường cao. Mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,3 đến 4,35 m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận đến Cà Mau dao động từ 2 đến 4,5 m. Khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao. Để đảm bảo an toàn khi chiều cường lên thì người dân ở các vùng trũng cần phải thực hiện những phương án như sau. Tại những vùng ngập cần phải lập rào chắn quanh kênh rạch để tránh trường hợp khi ngập sâu không phân biệt được đường và sông. Ban đêm bố trí dây và đèn. Cập nhật các vị trí ngập, mức độ ngập, giờ đỉnh chiều để chủ động di chuyển. Kê keo các đồ dùng điện và ngắt điện khi nhà có dấu hiệu ngập nước. Đề phòng điện giật, chủ động gia cố và tôn cao các đoạn đê bao, bờ bao thấp, sung yếu để phòng sạt lở vỡ đê. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung tại đây. Tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc không mưa, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Tây Nguyên phổ biến không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Mô, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Tin thủy văn, thủy chiều cao, mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động chủ yếu theo thủy chiều. Trên sông đáy tại Ninh Bình, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,3 đến dưới 0,1 m, xuất hiện từ 0 giờ đến 1 giờ. Mực nước cao nhất ở mức 1 đến 1,2 m, xuất hiện từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 26. Tại Như Tân, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,95 đến dưới 0,75 m, xuất hiện từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 25. Mực nước cao nhất ở mức 1,55 đến 1,75 m, xuất hiện từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 26. Độ mặn cao nhất tầng đáy ở mức 21 đến 23 phần nghìn.